Thưa quý vị, để lại cho đời hơn 600 bản nhạc Việt với rất nhiều thể loại khác nhau, đó là một gia tài âm nhạc đồ sộ của một nhạc sĩ tài danh. Nhưng điều làm cho các thế hệ người Việt nhớ mãi về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là linh hồn trong mỗi ca khúc. Vâng, và để kỷ niệm 16 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, năm nay đêm nhạc Du Em với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như là Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hà Trần, Tấn Minh, Mỹ Tâm, Tùng Dương sẽ diễn ra vào tối ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 3 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, Hà Nội. Trong đêm nhạc Du Em, khán giả yêu nhạc một lần nữa được chìm đắm vào những giai điệu ngọt ngào, dịu dàng với lời ca giàu triết lý nhân sinh của các ca khúc gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Du Em, Du Tình, Du Ta Ngậm Ngùi, Hạ Trắng, Phôi Pha, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về. Du Em đã được đạo diễn chương trình là ca sĩ Tấn Minh và đạo diễn âm nhạc Dương Cầm chuẩn bị từ 2 tháng trước, nên ý tưởng dàn dựng để sao cho mỗi tiết mục trình diễn đều là một dấu ấn. Đối với nhạc Trịnh Công Sơn thì mình nghĩ rằng là chúng ta không cần phải quá nhiều chiêu trò. Làm sao mà biên tập cũng như phần âm nhạc, kịch bản xuyên suốt nó rất là gọn nhẹ, nhưng nó đầy tình, chan chứa tình cảm của tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình cũng như mình nghĩ là khán giả cũng thế. Các ca khúc xuất hiện trong Du Em lần này sẽ được hòa âm mới nhưng vẫn đảm bảo sự tinh tế, gần gũi vốn có của nhạc Trịnh để bất kỳ khán giả nào đến với đêm nhạc vẫn nhận ra đó là chất Trịnh quen thuộc. Sân khấu của đêm nhạc cũng sẽ được thiết kế mộc mạc nhất để tạo thành một không gian ấm cúng, góp phần giúp các nghệ sĩ thăng hoa.